Sáng ngày 30 tháng 5, Sở Công Thương An Giang phối hợp VNPT An Giang và Quỹ Bay Dân huyện An Phú ra mắt mô hình chợ 4.0, thanh toán không dùng tiền mặt tại Trung tâm Thương mại Thị trấn An Phú. Tại buổi ra mắt, các nhân viên VNPT đã hướng dẫn người dân tại app VNPT Money trên CH Play và cài đặt ứng dụng chuyển tiền trên điện thoại, đồng thời chỉ dẫn người dân cách thức thanh toán chuyển tiền khi mua sắm. Bên cạnh nhân viên VNPT còn trực tiếp đến từng chủ cơ sở kinh doanh mua bán trong trung tâm thương mại An Phú, tuyên truyền hướng dẫn cài đặt, đăng ký sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt. Khi đăng ký mở tài khoản tiền di động Mobile Money ngay tại chợ, khách hàng được nhận ngay 45.000 đồng vào tài khoản để mua sắm hàng hóa, dịch vụ qua ứng dụng VNPT Money. Qua triển khai, đa số hậu tiểu thương đều rất đồng thuận vì những tiện ích trong việc thanh toán không dùng tiền mặt như không tốn phí khi rút tiền mặt sử dụng, thanh toán nhanh gọn, tiện lợi trong mua sắm, tránh rủi ro. Mô hình chợ 4.0, tiểu thương và khách hàng có thể mua bán hàng hóa bằng cách quét mã QR hay chuyển tiền qua số điện thoại trên ứng dụng VNPT Money. Đây là hệ sinh thái tài chính số giữa hai nguồn tiền bao gồm ví điện tử và mobile money. Với hệ thống này, khách hàng sẽ được trải nghiệm thanh toán chuyển tiền, nạp, rút tiền đơn giản, thuận lợi, mọi lúc, mọi nơi, mà không cần tài khoản ngân hàng, không cần Internet, 3G hay 4G. Trong đó, nguồn tiền Mobile Money được đánh giá là đặc biệt phù hợp với những giao dịch hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ, thuận lợi cho các nhu cầu sinh hoạt, tiêu dùng hàng ngày của mọi khách hàng. Tính đến nay, huyện An Phú đã triển khai mô hình chợ 4.0, thanh toán không dùng tiền mặt ở thị trấn An Phú và thị trấn Long Bình. Trong thời gian tới, quyện sẽ tiếp tục triển khai tại chợ Quốc Thái và thị trấn Đa Phước. Việc thực hiện mô hình chợ 4.0, thanh toán không dùng tiền mặt, nhằm giúp mọi người thay đổi thói quen dùng tiền mặt để tiếp cận với những dịch vụ tài chính số, thanh toán hiện đại, từng bước tiến tới chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh, mua bán, không dùng tiền mặt trên địa bàn quyện.